đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị, buổi ăn sáng rất quan trọng bởi vì sau một đêm thức dậy thì chúng ta cần năng lượng để cho một ngày mới hoạt động. Tuy nhiên với quỹ thời gian eo hẹp thì gần đây nhiều người lại bỏ qua bữa ăn quan trọng này. Chính vì vậy đó cô Dị Thảo, đã có rất nhiều quý vị khán giả gửi thư yêu cầu chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hãy hướng dẫn những món ăn để chúng ta làm điểm tâm sáng đó cô. Như vậy đây chính là một cái yêu cầu rất cấp thiết mà chương trình phải đáp ứng cho quý vị khán giả ngay. Và như vậy thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị khán giả của chương trình một món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, ngon, lạ miệng và làm sao để mà chỉ cần chuẩn bị 30 phút là có được món ăn liền. Công nhận là cô Dự Thảo giống như là bách khoa toàn thư về ẩm thực vậy đó. Ngọc Hương yêu cầu, khán giả yêu cầu là có món ăn để đáp ứng ngay. Ủa mà tên món ăn là gì ha cô ha? Món hôm nay chúng ta thực hiện sẽ là bánh mì kẹp cá chiên xù. Để thực hiện món bánh mì kẹp cá chiên xù cho hai người ăn thì chúng ta cần chuẩn bị 2 ổ bánh mì, 200g thịt phi lê cá ba sa, 50g bột mì, 50g bột chiên xù, 1 cái trứng gà. Ngoài ra còn cần chuẩn bị thêm salad, ngò rí, dưa leo, củ hành tây, 1 trái chanh, củ cải và cà rốt ngâm giấm, tiêu, ớt bột, tương ớt, hạt nêm Ajinon và sốt trứng gà tươi Lisa. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ ướp phần cá, vì phần cá này phải cần phải chờ thời gian để cho gia vị thấm vào cá. Cô sẽ ướp vào một ít hạt nêm Ajinon nè, một ít tiêu. Sau đó cô ướp thêm một chút ớt bột và một chút chanh nữa. Ớt bột với lại chanh nữa hả cô Dự Thảo? Đúng rồi. Ngọc Hương đang suy nghĩ không biết là cô ướp ớt bột với chanh có công dụng gì không cô ha? Ớt bột và chanh khi mà chúng ta ướp vào cá sẽ làm cho khử bớt mùi tanh của cá và đồng thời làm tăng thêm hương vị cho cá nữa. Điều này rất là thú vị. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ ướp một ít ớt bột và nước cốt chanh vào trong cá để giúp cá khử mùi tanh và làm cho món ăn của chúng ta hương vị thì tăng thêm phần hấp dẫn và thơm ngon. Và trong khi chờ cho cá thấm gia vị thì chúng ta sẽ chuẩn bị sang các nguyên liệu còn lại. Đây là những cái phần mà ăn kèm với lại bánh mì. Và salad thì chúng ta sẽ tách ra thành từng lá như thế này và rửa cho thật sạch ở những cái phần khe, phần kẽ của cái lá salad. Đối với củ hành tây thì chúng ta sẽ sắc khoanh theo chiều ngang và sắc thật mỏng. Sau khi cắt xong củ hành tây rồi, Ngọc Hương sẽ cho vào nước chúng ta rửa sơ qua để cho nó giảm bớt mùi hăng của hành tây nha. Dạ, mình cắt dưa leo xéo xéo vậy hả cô Dự hả? Đúng rồi, chúng ta cắt xéo và cắt bản hơi lớn một chút xíu để chúng ta kẹp vào vừa với lại kích thước của cái ổ bánh mì. Dạ. Bây giờ chúng ta sang giai đoạn chính, giai đoạn quan trọng nhất là giai đoạn chúng ta chiên cá. Dạ. Đầu tiên là cô sẽ đập một cái trứng ra, chúng ta dùng đũa sẽ đánh đều cái phần trứng này lên. Ngọc Hương nhớ lưu ý phải đánh cho thật mạnh và thật nổi. Thì như vậy khi chúng ta chiên á, miếng cá nó mới sốt và ngon. Dạ. Rồi bây giờ cô sẽ đặt một cái chảo lên bếp và chúng ta cho dầu vào để chuẩn bị chiên. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cá này, chúng ta sẽ thấm qua bột mì trước nè. Rồi kế đó chúng ta sẽ thấm cái phần cá này vào trong trứng. Và cuối cùng là bột xù. Nhưng mà Ngọc Hương nhớ lưu ý là khi thấm vào trứng này chúng ta phải dở lên để cho trứng nhỏ hết ra. Chứ nếu không thì những cái phần trứng này nó bị bám ở phía bên trong bột xù này và chúng ta sẽ không thấm được những miếng cá sau. Và bây giờ chúng ta sẽ thả cá vào. Miếng cá của mình đã vàng rồi nè. Rồi chúng ta vớt cá ra và để cho cá thật là ráo dầu. Bây giờ tất cả các nguyên liệu sẵn sàng rồi, cá chúng ta chiên xong còn nóng hổi thì cô sẽ làm ngay một ổ bánh mì kẹp cá chiên xù để cho Ngọc Hương thưởng thức thử nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ tét một ít sốt mayonnaise vào nè, đều cả hai mặt nha Ngọc Hương nha. Dạ. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ lần lượt cho rau xà lách vào, rồi một miếng cá chiên xù vào. Kế đó là chúng ta sẽ tiếp tục cho củ cải và cà rốt ngâm giấm nè, hay là hai miếng dưa leo và một ít hành tây. Sau đó là cô sẽ lại tiếp tục cho thêm một ít mayonnaise vào nữa. Và tùy theo ý thích thì chúng ta có thể cho ớt tươi hoặc là một ít tương ớt vào. Dạ. Trên cùng thì chúng ta cho thêm một vài cọng ngò rí vô. Rồi như vậy là món bánh mì kẹp cá chiên xù đã hoàn tất. Khi ăn thì chúng ta sẽ đẩy cho tất cả các nguyên liệu này nó vào trong. Và như vậy thì chúng ta có thể thưởng thức được rồi. Công nhận á, nguyên liệu của món ăn này thì đơn giản nè, cách chế biến thì cực kỳ dễ luôn.
thời gian lại rất là nhanh. Phù hợp tất cả các tiêu chuẩn mà quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đề ra. Còn một cái tiêu chuẩn cuối cùng của cô Dự Thảo, đó là tiêu chuẩn phải ngon, đúng không? Dạ. Như vậy thì cái này phải để cho Ngọc Hương nhận xét mới được. Cảm ơn cô Dự Thảo. Nhìn nổi bánh mì thật là hấp dẫn. Ngon quá cô Dự Thảo ơi. Cá thì rất là ngon nè, giòn nè. Tất cả các loại rau củ á thì giòn giòn, ăn ngọt ngọt, mát mát. Đặc biệt là sốt trứng gà tươi Lisa, ăn thật là thích. Thế thì còn chờ gì nữa, quý vị khán giả hãy nhanh chóng thực hiện món bánh mì kẹp cá chiên xù để làm điểm tâm sáng cho cả nhà quý vị nhé. Chúc quý vị sẽ ngon miệng. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau và hãy đừng quên đóng góp ý kiến cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để chương trình mỗi ngày một hấp dẫn và phong phú hơn. Gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Xin chào và hẹn gặp lại.